Nhà gần đây không? Chợ mới không đi, gần nhà gì vậy mà. Chợ mới yên chạy qua đây cũng gần mà. Này nhìn chị nặng mấy giang cầm thì lên nè. Đưa nè. Cái gì à? Ủa? Ý là có đứa mồi ở dưới nữa à? Ý là anh Bi ngủ à? Hay Má làm anh gì? Bi ở dưới luôn. Ý là Tụi mình con nai chứ nó hả? Nó nhà. ở nhà hả? Rồi đưa nhau ngủ ngoài cái. Cô này phải nhiều cái lần cái. Không có con mới tới nè. Khách nữa à? No. Trên Bi có ở dưới rồi đúng không? Bi có ở dưới rồi. Dạ chưa. Chị ơi, em mất. Em kêu là lấy cho anh Nam một cây. Em đưa tiền. Năm hộp kem. Thì em lấy đi, em lấy anh đi. Em cứ lấy đi, em cứ lấy đi, em cứ lấy cho nó đi. Thôi đừng nghe nữa. Cho kêu nó. Là 600 thôi trong hai hả mợ? Ờ thấu tiền đi nghe nè. Là 600 đó nè, thấu là anh trăm. Kiệt. Na ơi. Có anh Bi thì nói anh Bi ngấu quán lên làm nghe. À con Na kia cũng mấy rồi đúng Thích kia. Ví dụ như em là em bút như thế này nè. Bút như thế này, hiểu không? Rồi hắn xuống. Là cục muốn sẽ ra. Đó, ví dụ như đó. Không được, dứt. Không được nữa là dứt tiếp. Cục này hơi lì. Chị nó trước đó nè. Chị nó quất lòng. Ông anh đó kìa. Gặp máy chưa? Đâu rồi.
Trời, mới có 4 phút. Cô nên chịu đau với ông quen. Đau nè. Hả? Đau không? Ông quen. Trời lúc nắng keo quá trời. Ăn rồi mà. Nắng như lạnh như sợ ra. Thế cũng bình thường mà cái. Cô này nó không dễ gì hết. Nhiều. Cái ngoài hàng bên kia mụn đã rồi. Giờ trời chắc phải đi em về học cho ông là trễ giờ. Tôi cũng có nhiều thời gian. Mai rảnh này. Dạ. Ok, mai qua tiếp. Mai vào buổi trưa tiếp. Còn nửa bay chưa lấy. Chưa được nữa nữa. Ừ. Bên kia mụn đã mụn luôn à. Chứ bên này cũng đã mà. Ừ. Không được đắp mặt luôn, thôi mai qua đắp mặt. Chưa nào xong.
chưa chi chưa bây giờ được 3 cái mẹ là được 3 cái chứ mẹ ăn cháy bình thường mẹ ăn là 4 của con Hà con Hiền để học nữa thay người lên đó chị gì phải như vậy đây nha không biết nữa tiêu à từ chắc từ nó cũng đam mê mẹ ơi cậu bi kêu nếu mà xuống đó mặc dùng bên lấy cậu bi quên na linh nào là nó có cái hộp một chuẩn hết đấy, hộp đấy đấy hả? Không phải á.
nó nhiều hầu xót xót nha, ok kìa. Em bóp, bóp à. Lần hết luôn. Có cái hột mà nhỏ nhỏ, á, cụm cụm cụm. Có cái lũa xa to nữa. Em công bóp nó còn ra. Trời nó quay xong rồi nè. Quay hả? Đang quay vậy đó. Chắc nó có đài quá. Xong rồi là bài chỉnh.